Ơi, trời sáng rồi, dậy tập thể dục thôi. Thì trước khi chúng ta đi rửa mặt thì cũng nên tập thể dục nha. Bạn nào muốn rửa mặt, đánh răng các thứ rồi tập thể dục thì tùy các bạn. Thì hiện tại bây giờ cá quân sẽ đi rửa mặt trước nha. Rồi, sau khi rửa mặt thì lại đứng trước gương như mấy cái video trước mọi người ơi. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai có thể ngủ gầm giường của ta? Ai Ok, sau khi soi gương thì mình sẽ đi chơi trò chơi mạo hiểm nha. Nói là mạo hiểm nhưng mà nó chả mạo hiểm tí nào đâu mọi người ơi. Đấy. Và sau khi trượt thì mình sẽ vào trong cái phòng máy của mình để xem video trước, bạn nào comment nhiều like nhất thì mình sẽ làm theo cái nguyện vọng của bạn đó. Đây thì ở đây có bạn là Vania đây nè, trời, anh mặc đồ toàn màu xanh nước biển đi leo tháp đi ạ. Bạn này với 31 lượt like luôn, khá là cao mọi người ơi. Và ok thì mình sẽ thực hiện theo cái comment của bạn này nhá. Và trước khi mình phối đồ mình phải làm một cốc cà phê sáng nha, cho nó tỉnh táo lên, tí nữa leo tháp chúng ta mới có thể mượt mượt được. Và sau khi uống xong thì mọi người cùng xem cái giai đoạn phối đồ của cá quân nha. Tóc thì vẫn vậy nhưng mà da chắc chắn là phải màu xanh, kính màu xanh và mũ màu xanh, áo màu xanh, cái quần thì màu xanh mặc định rồi, liệu có nên thay không ta? Thôi thay đi, nhìn quần khá là xấu, mình sẽ thay bằng cái quần mình mua nha. Và cái giày màu xanh tiếp, ba lô màu xanh tiếp nha. Rồi ok, bây giờ đã trọn vẹn một cái set màu xanh nước biển như comment của bạn Vania rồi. Và bây giờ mình sẽ đi tới tháp camping để leo tháp nha. Và mình chắc chắn là phải leo bằng bốn hình dạng rồi. Thì bây giờ mình cũng đang đi trên phương tiện màu xanh nước biển nốt mọi người ạ. Ui trời ơi, auto màu xanh luôn, không có một cái gì là không xanh dương cả. Rồi bắt đầu vào nè. Map này thì chuyển map luôn mọi người ơi, vừa vào chuyển map luôn. Ok, thì mình chậm một chút nhưng mà không sao, chậm một chút thì cũng không ảnh hưởng lắm đâu, tại vì cái map số 2 là map đợi nha. Bạn kia bị lag à? Ủa alo, úi trời, bạn kia bạn bay mọi người ạ. Trời ơi, có bạn bay kìa, chắc là do game lag rồi. Và cái map đợi này chắc là cũng không có ai thích thú với cái map này đúng không? 100% luôn, bạn nào mà không thích cái map này thì mọi người có thể comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Rồi map thứ ba này thì mình mới thích này đó, cái map này mới bắt đầu thích thú đây này. Rồi map bên trên là cũng ok đấy. Tiếp theo là đến map số 4, được của nó đấy. Còn map số 5 thì chắc chỉ có bạn nào mới chơi mới thích chơi cái map này thôi. Chứ bình thường thì những người nào chơi lâu thì gặp cái map này cũng không thích lắm đâu. Tại vì nó không có một chút kỹ năng nào ấy. Rồi mình đã lấy được cái top 1 rồi. Thì hơn phút mới về được cái top 1 tại vì cái map số 2 là map đợi nha. Ok, map này cũng khá là nhiều map xanh dương luôn. Trời ơi, hôm nay tôi mặc đồ xanh dương mà map toàn xanh dương luôn. Được của nó đấy. Có đúng một cái map 1 là màu hồng nha, còn lại là xanh dương hết. Nếu mà bây giờ xanh dương từ đầu đến cuối thì chắc là xịn sò lắm nhờ. Và bây giờ chúng ta cùng đi ra thay cái con nhân vật khác nha. Con tiếp theo mình chọn đó chính là con nhân vật bé nhất. Rồi, và chiến thôi, chần chờ gì nữa. Và map này thì còn mười mấy giây thôi. Cái gì kia? Mẹ vãi lon. Mẹ vãi lon thì ra nhặt hộ mẹ đi, lại còn vào trong game chắc mẹ vãi lon. Trời ơi, ra nhặt hộ mẹ đi nhá. Bạn này mà có xem thì nhớ là nhặt lon lên hộ mẹ ấy nhá. Rồi, bắt đầu thôi. Map này cũng toàn là map dễ luôn, không có map nào khó cả. Đấy, cá quân hiện tại là đang dẫn đầu đây rồi. Và cũng không có bạn nào mà theo chân luôn ấy, không bạn nào đằng sau luôn. Ê, bỏ xa mấy bạn kia ấy, chắc cái top 1 lại vào tay cá quân hay sao đây.
Tại vì cái map này nó dễ quá, nó không có chút kỹ năng cho nên là khó mà rớt luôn ấy. Ông anh thì kinh rồi. Trừ khi ở dập màn hình thôi. Dập màn hình thì ám ảnh cá quân quá rồi, tại vì mình chả hiểu sao mình chơi rất là bị dập màn hình nha. Đặc biệt là cái lúc mà gần lên trên top ấy, gần lấy cái top nó dập màn hình nó mới cay cơ. Đấy. Cả cái map này thì có cái map số 4 này là còn có kỹ năng một chút này. Map cuối thì nó cũng một chút tẹo kỹ năng nữa thôi. Tại vì đi trích map cuối thì bạn nào đi một hai lần kiểu gì cũng quen thôi. Nào, lên nào đi. Đi trích nè. Rồi, lên. Ok, bấy bè. Xin nhẹ cái top thôi. Rồi, map này thì cũng như map vừa nãy cũng có map đợi cho nên là hơn phút mới về được. Bây giờ chúng ta sẽ ra đổi tiếp con nhân vật tiếp theo nha. Con nhân vật tiếp theo mọi người đoán đi. Con này gọi là cái con bé vừa vừa. Bé vừa vừa mọi người ạ. Đây, xem nào map gì đây. Map gì tiếp theo đây. Cái này còn 20 giây. Cá quân. Rồi, có bạn nhận ra tôi rồi. Vừa mới vào thôi. Lại anh quân tiếp rồi. Ok, chào em nhá. Anh đang làm video cho nên là anh không có chat được. Anh cá quân ơi. Úi, anh quân rồi. Ôi, lắm quá, lắm quá. Trời ơi. Nhiều bạn nhận ra quá. Nào bắt đầu map mới thế nào. Hy vọng là sẽ vượt qua được map này. Hy vọng là sẽ lấy cái top 1 tiếp nha. Tại vì hôm nay làm cái video là thử thách phối đồ và lấy top 1 nha mọi người ơi. Phối đồ theo yêu cầu và phải lấy được cái top 1 cơ. Đằng sau đây thì cũng có một cái bạn theo rất là gắt luôn. Bạn này lại mặc bộ màu xanh lá cơ. Mình xanh dương, bạn kia xanh lá. Không biết là xanh lá hay xanh dương sẽ giành chiến thắng đây. Thấy các bạn đằng sau này cũng khá là gắt đấy. Tại vì và cái map số 4 lại là map đợi nữa cơ. Thì chắc là bạn ấy sẽ đuổi kịp được mình thôi. Map 4 là map đợi này. Xong rồi thế này thì bạn ấy đuổi kịp là chắc rồi. Mình hơn được một chút thôi nhưng mà bạn ấy lại đuổi kịp cái đoạn này rồi. Mà quan trọng là cái map số 5 này liệu ai sẽ là người chiến thắng đây. Rồi rồi, bạn kia nhảy cũng khá là gắt đấy. Mấy cái bạn mà đeo cái tóc Sugoku này nhảy căng phết mọi người ạ. À. Rồi, ui giời ơi, mất cái top 1 luôn. Trời ơi, nhảy ghê vậy. Thế thì bạn kia bạn ấy lấy top 1 của mình cho nên là mình sẽ phải chơi thêm trận nữa nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một trận nữa để cố gắng lấy cái top 1 nha. Top này bị mất rồi. Ây, thì mình sang map tiếp theo thì đến cái đoạn này lái rất là mượt luôn mọi người nhìn. Úi giời, úi giời, úi rớt rồi. Nhưng mà còn nước thì còn tát mọi người ạ. Chưa có ai về được top thì mình cứ thế mình lên mình lái tiếp thôi, tổ lái tiếp thôi mọi người ơi. Còn lái đi đâu thì mình không biết nha. Một là lái lên thiên đàng, hai là lái xuống địa ngục. Ui. À mà khoan. Địa ngục với thiên đàng là đều lái đều xuống lỗ mà đúng không? À mà thôi, chuyển vấn đề đi. Bạn kia ơi, ở trên kia thì có một bạn là gần lấy được cái top rồi mọi người ơi, không biết là mình có lấy được không đấy, không biết là mình có lấy được top 1 không. Ấy bạn ấy rớt rồi. Rồi ơi, xin nhá, xin nhá. Đấy, bây giờ là giành quyền chiến thắng cho cá quân đây và không biết là liệu mình có tận dụng được cái sự bất cẩn của cái bạn vừa rớt hay không. Hy vọng là lần này mình sẽ về được nha. Rồi, vẫn là lái mượt mượt như kiểu Binz luôn đấy mọi người ơi. Trời ơi, trời. Rồi, lên rồi. Yeah. Vậy thì cái top 1 sẽ ở trong tay cá quân đây. Ok. Thì map này cũng khá là khoai. Và bây giờ mình cùng đi chiến cái con nhân vật cuối cùng. Đó chính là con nhân vật to đùng. Đấy, con này gọi là to đùng đi. Và đến cái map mới thì không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà đến lúc này thì bắt đầu có chuyện xảy ra đấy mọi người ơi. Ui, xung quanh tôi là những cô gái xinh xắn, trời ơi, cute dễ thương, vây kín tôi luôn mọi người ạ. Và có bạn bảo là cái gì fake kia mọi người ơi, có bạn Long gì kia bảo mình fake nha mọi người. Thế thì cái trận này mình phải cố gắng lấy cái top 1 để thay đổi cái suy nghĩ của bạn kia, chứng minh mình là cá quân thật nha mọi người ơi. À khoan, cá quân thật ở ngoài biển mà ta. Cá quân thật ngoài biển mà.
Thế bạn kia bạn ấy bảo mình fake rồi, đúng rồi mọi người ạ. Mình không phải là cá quân thật nha, cá quân thật màu đen cơ. Đấy, với lại ở ngoài biển nha. Còn đây mình màu xanh thì chắc chắn không phải cá quân thật rồi. Rồi, ôi giời ơi, mày thế, không sao không sao. Rồi vẫn còn, trời ơi tí nữa thì toang tôi luôn. Xin nhẹ cái map này. Cái gì đấy, đang leo thì lại có cái thông báo gì kia. Bạn muốn thu nhập tiền sao không? Ui tôi đang có rất là nhiều tiền sao rồi, nên không cần thu nhập đâu. Trời ơi là trời, đang nhảy lại có cái thông báo này làm mất tập trung ghê luôn ấy. Nhưng mà không sao, cái map này cũng bình thường cho nên là cá quân đã lấy được cái top 1 rồi mọi người ơi. Bây giờ mọi người cùng xem lại cái tin nhắn của cái bạn Long MTC kia nha. Đấy, idol nào, xong rồi fake. Rồi khi mà cá quân lấy top 1 thì reel á. Và sau khi leo tháp một ngày mệt mỏi thì mình lại về ngủ tiếp mọi người ạ. Mọi người xem clip này mà thấy hay thì cho cá quân xin một like và một đăng ký kênh nha. Và comment xuống bên dưới những bộ đồ mà mọi người muốn cá quân thực hiện nha. Ok, bye bye mọi người, mình ngủ đây.